Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, sáng ngày 18 tháng 2, huyện đoàn đã chỉ đạo 37 trên 37 ban chấp hành đoàn xã thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ trạm y tế lưu động tại địa phương. Theo đó, đoàn xã thị trấn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện với trên 200 đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia, đảm bảo có từ 5 đến 7 đoàn viên thanh niên trên một trạm y tế lưu động. Các thanh niên tình nguyện đã tham gia thực hiện triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời các bệnh nhân F0 trên địa bàn được giao. Phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, mỗi tình nguyện viên đảm nhận nhiều công việc khác nhau, nhưng tất cả đều luôn cố gắng để hỗ trợ bệnh nhân một cách nhanh nhất có thể. Với sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên, đội ngũ y tế tại cơ sở được giảm bớt gánh nặng, từ đó giúp công tác thăm khám và điều trị F0 hiệu quả hơn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Được biết, trong thời gian qua, huyện đoàn Thủy Nguyên đã chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng y tế để nắm bắt, đề xuất các phương pháp, cách làm hay, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện mô hình ATM Oxy, trong hai ngày 17 và 18 tháng 2, huyện đoàn đã thực hiện bàn giao các bình oxy, các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh tới 37 cơ sở đoàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban thường vụ huyện đoàn cũng đề nghị đoàn các xã thị trấn phối hợp tổ chức nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo và linh hoạt phù hợp với tình hình mới. Các cơ sở đoàn đã không quản ngại vất vả, màu áo xanh tiếp tục xung kích, tình nguyện, sát cánh cùng y tế cơ sở, thực hiện nhiều phần việc giúp các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà sớm khỏi bệnh. Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí quyết tâm, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên huyện Thủy Nguyên sẽ góp phần tiếp sức thêm cho lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch, tiếp tục bồi đắp niềm tin chiến thắng đại dịch vì cuộc sống bình yên của người dân trên địa bàn huyện.